Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào các con. Con kính chào cho vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay thầy kể cho mấy con cùng với chư vị nghe một mẫu chuyện mà thông qua đó để chúng ta có thể ứng dụng được ít nhiều cái bài học giá trị trong đó được rút ra hay không nha. Có bao giờ mà mấy con có một cái quyết định nào đó băn khoăn như kiểu đứng giữa hai dòng nước mà không biết chọn dòng nào, hay hoặc cuối cùng để nước trôi luôn không? Hoặc là mình chọn rồi sau này mình hồi hay giá như không? Có không nè? Trong đời mình ít nhất một lần cũng có đúng không? Vậy thử nghe câu chuyện này để chúng ta coi thử làm thế nào mà ta đưa ra một quyết định để sau này ta không hối hận với quyết định đó. Chuyện được kể thế này. Có một vị thiền sư nọ rất là lỗi lạc về trí tuệ cũng như lòng từ, nhưng ngài đặc biệt là ở Ấn. Cái tiếng tâm của ngài á, đến dưới tai của nhà vua. Vì vậy vua đích thân đến để mời ngài làm quốc sư cho đất nước. Vua nói trí tuệ và đạo đức của ngài nó không nên được chôn cất ở trong rừng sâu này, nó nên được tỏa sáng ra để mang lợi ích cho cả một đất nước này. Mong ngài chấp nhận cái yêu cầu của trẫm là về làm quốc sư cho trẫm. Mọi chuyện lớn nhỏ trẫm cần được ngài tư vấn. Thiền sư mỉm cười, được thôi, nhưng mà vui lòng là cho tôi một cái điều kiện. Điều kiện gì ạ? Là tôi cần một căn phòng nhỏ với một không gian đặc biệt cách ly. Mỗi ngày một tiếng đồng hồ tôi vào trong đó, và ngay cả vua và bất kỳ những thân cận đặc biệt nào cũng không có được làm phiền trong cái giờ đó biệt lập của tôi. Tưởng việc gì chứ, mỗi người đều có một không gian, thời gian riêng biệt. Cái yêu cầu đó dễ thương mà, được thôi. Và họ về. Và thế là chiếc áo tu của một thiền sư được bọc lên trên chiếc áo của một quốc sư. Và cứ ngày, cứ tháng, cứ năm hay có một cái trường hợp nào đặc biệt là cứ thấy quốc sư đi vào trong phòng, đóng cửa và ngoài biết chuyện gì xảy ra. Cứ miết như vậy nó tạo ra một cái dư luận xung quanh nè. Vị này làm cái gì trong đó mà bí mật không cho ai biết, và người ta hỏi vua tại sao vị này có vẻ bí hiểm ở trong cung của chúng ta mà chúng ta không biết điều gì xảy ra với ngài, điều gì xảy ra với vị quốc sư đó, có phải là gián điệp hay không, có điều gì đó nguy hiểm ẩn chứa phía sau câu chuyện này, ngay cả vua cũng không được biết. Thật sự là nguy hiểm quá đi. Và vua cảm giác là có lý, cảm giác là nguy hiểm. Có người ở trong nhà của mình không biết họ đang làm gì. Và vua một lần nọ buộc miệng phải hỏi: quốc sư à, đúng là chúng ta có một cái thỏa thuận hứa khả là ta không được xâm phạm một cái khoảng thời gian nhất định của Khanh. Nhưng mà vui lòng Khanh cho ta biết được là Khanh làm gì trong đó, để người ta hỏi ta còn có cách trả lời. Thưa hòa thượng là thưa hoàng thượng là thỏa thuận chúng ta đã hứa rồi, nếu mà phá vỡ nó tôi sẽ đi. Vậy thôi. Không biết làm sao. Biết thì nếu mà biết thì mình sẽ mất một bậc cao tăng, một quốc sư lỗi lạc. Mà nếu không biết thì mình cũng không biết cách làm sao để xử sự cho yên lặng, bởi vì cái tiếng ồn nó quá nhiều trong cái cung điện này rồi. Bữa đó không có mặt của thiền sư ở trong phòng, quốc sư trong phòng. Vua và một số thị vệ âm thầm lắng lặng đi vào và thấy trong phòng trống rỗng, không có gì khác. Cái thắc mắc nó càng nghi ngờ, nó càng tăng lên nữa. Thì đột nhiên sột sột, quốc sư bước vào. Ngài đã phá vỡ thỏa thuận của chúng ta. Ok, phá vỡ thì đã phá vỡ rồi đó. Nhưng mà ta vẫn không hiểu rằng Khanh làm cái gì trong này. Và chợt nhìn qua bên kia một cái xó, thấy bộ y của một nhà sư và với một bình bát để đó vỏn vẹn, mới như thôi không có gì đó. Tới tò mò mà nhìn cho kỹ, Khanh làm cái gì ở trong đây, ta không thấy gì hết. Mà cứ mỗi ngày vô trong này đóng cửa không ai biết, ta nói thì không chịu hỏi, mà là làm gì với cái bình bát và với cái y này, làm gì? Chuyện đơn giản, thưa đại vương, rằng tôi là một người tu, không có gì để mất. Mẹ cha đã bỏ, đầu trần chắn đất, không mặc bất kỳ một cái hình tướng và cái vai diễn nào của xã hội. Nhưng đã được nhà vua thỉnh về đây, tôi từ một người không có gì để mất trở thành một người quốc sư, là thầy của một đất nước.
tôi mang một cái vai diễn quá lớn. Với cái chiếc áo tôi mặc trên vai này, tôi phải hoàn thành cái trách nhiệm to tát đó. Vì vậy mỗi khi mà có một quyết định nào ảnh hưởng đất nước, đến quốc gia, tôi phải vào trong phòng này, tôi tách biệt cả thế giới bên ngoài kia, cái thế giới mà người ta nhìn tôi bằng một sự tôn kính và ngưỡng mộ. Tôi phải không còn diễn trên cái sân khấu để người đời ngưỡng mộ nữa. Tôi phải tách rời cái sân khấu đó ra, tức là tôi tách rời cái mặt nạ ấp trên mặt mình là một vai diễn của một quốc sư. Tôi phải bỏ cái chiếc hồng bào này xuống. Tôi phải không còn mặc trên mình một cái gánh nặng nào của xã hội, của loài người đặt lên, của đất nước này gán cho nữa. Tôi thoát khỏi mọi vai diễn, mọi trách nhiệm, thì cái tâm hồn tôi như bầu trời, không còn ánh mây nào hết. Thì quyết định đó không phải đưa ra từ cái lòng sợ hãi là người ta sẽ nhận xét không biết mình có còn được cái giá trị giống như người ta đã tôn kính. Nếu như cái quyết định đó nó không có thực sự sáng suốt, thì người ta sẽ nói mình thế này thế kia, cái hình ảnh của mình không còn giữ được bằng cái sự sợ hãi đó, hoặc là mình bằng cái lòng tham. Ta là quốc sư của một đất nước được cung kính như vậy, nếu quyết định này ta có thể làm cho đất nước này ở trong tay của ta, bằng lòng tham, bằng sợ hãi đó, tôi thưa đại vương sẽ không có đưa ra một quyết định nào giá trị đích thực cho cả cái đất nước này cả. Cho nên tôi phải bỏ, phải gạt đi hết, để bầu trời trong lòng tôi trong sáng, để quyết định của tôi nó không phải là quyết định từ một cái tôi bé nhỏ tham lam, mà là từ một tấm lòng từ bi đặt trên nền tảng của trí tuệ, và nhìn thấu được nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, mọi thứ, chứ không phải từ một thứ. Tôi phải thấy được tất cả trong một, để tôi lấy một, để tôi thấy được một trong tất cả. Nhưng mà bây giờ tiếc thay là nhà vua đã phá vỡ cái thỏa thuận giữa hai chúng ta. Vì vậy tôi xin từ giã cái chốn cung điện này và ngày ra đi. Câu chuyện kết thúc ở đó. Và chúng ta có khi nào mà quyết định một cái vấn đề nào đó trong cuộc đời của mình, mình lấy người này hay người kia, mình thương người A người B, mình làm việc A việc B, mình đến chỗ A chỗ B, mình chọn ngành A ngành B, mình làm việc A việc B, trong tâm mình nó lưỡng lự. Khi mà lưỡng lự là mình có sự mê mờ. Vì mê mờ cho nên mới chọn lựa, mà nó biết cái này hay cái kia. Khi cái sự chọn lựa là biết tâm mình đang có sự mê mờ. Bởi vì bậc trí tuệ có hành động chứ không có chọn lựa. Bậc trí tuệ là ta thấy cái gì đó cần làm, chứ không phải là những cái gì đó cần làm cho ta. Khi mà ta bỏ cái tôi của họ xuống, thì thế gian này yêu cầu gì, thực tại này yêu cầu gì, thì họ đáp ứng với sự hiện hữu đó, với sự có mặt của họ. Nhân như vậy, duyên như vậy. À, con rắn nó dù là phải cần thức ăn, cắn con nhái để nó ăn, mình nghĩ là mình cứu con nhái, nhưng mà con rắn nó sẽ chết khi mà không có thứ gì nó ăn. Nhưng mà rõ ràng một tiếng kêu của một con nhái đang thắt thanh lên. Chúng ta là loài người đang có một cái tiếng kêu như vậy, lòng từ bi của mình phát xuất, lòng trắc ẩn của mình bị đánh động, thì trong trước mắt mình không có một sự chết diễn ra cái đã, là mình không có để cho con có tiếng kêu đó mình nghe, mình không cứu, mình cứu cái đã. Còn chuyện gì diễn ra sau đó, ít nhất nữa là hai sự sống vẫn duy trì được trong một khoảng thời gian, dù nó đói nó chưa có chết, mà trong cái lúc nó đang chết như vậy mình không cứu, thì mình không cứu mà mình nói là mình dưỡng dưng như vậy, thì đôi khi mình chứ mà vô cảm. Hiểu chỗ này chứ, tức là cái thực tại nó yêu cầu thì mình đáp ứng, rồi mình đáp ứng xong mình quay về không còn nữa. Tức là làm sao mà mình để cho mình có một cái quyết định sáng suốt mà không có cái hình ảnh của tôi của mình. À, cái tôi là ai dựng lên? Một bé thơ mình có cái hình ảnh chưa? Nếu như mình khen một bé thơ, nó có gì đâu vui. Nếu có vui nữa thì nó cũng có cảm giác là không có cái gì được nâng đỡ và tán dương, hay là trồi lên, trương sình lên cái hình ảnh của nó. Chứ hà như bây giờ con khen một bé thơ, bé thơ mà thật sự thơ nha, chứ không phải bé thơ đã biết điểm chát rồi, chứ không có cái cảm giác là quá nhiều cái cảm xúc khi mà được nâng đỡ lăn xê lên đâu. Nó còn đẹp quá, còn xấu quá, còn hay quá, còn dễ quá, nó chưa có cảm xúc nhiều. Bé thơ thật sự thơ á. Nhưng mà từ lúc nào mà chúng ta cảm giác quan trọng quá với những cái lời khen tiếng chê, với cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái hạnh phúc, đau buồn, cái xấu, cái đẹp của mình vậy? Từ khi nào? Hả? Theo con từ khi nào? Từ khi mình có cái thông tin về ai? Về chính con người mình. Từ khi mình có cái hình ảnh về mình.
từ khi mà mình mình là nam là nữ nè, là giỏi là dở, là đẹp là xấu, là quốc gia đó nè, mình đồng hóa mình vào một cái cá nhân nào đó, mình đồng hóa mình vào một cái mặt nạ nào đó mà mình tự xây lên trong cái gương mà mình coi mỗi ngày, và mình lắng nghe người ta nói về cái mặt của mình, và mình khẳng định một cái gương mình treo ở nhà, mình thấy cái mặt mình như vậy, mình chưa tin, mình đi coi cái gương của nhà bạn mình, nhà người yêu mình, nhà cha mẹ mình, ở trong buồng ngủ của mình, ở dưới nhà vệ sinh, một cái gương nó chiếu vào gương mặt mình chưa nghĩ đó là sự thật. Ví dụ như cái gương đó nó méo đi, nhưng mà năm cái gương đó nó méo một chỗ giống nhau, mình nhìn chỗ nào cái gương nhà bạn mình cũng vậy, công ty cũng vậy, nhà của bản thân mình cũng vậy, ở trong phòng mình cũng vậy, chỗ riêng tư cũng vậy, chỗ cộng đồng cũng vậy, mỗi chỗ mỗi cái gương có điều cái tấm gương đó nó méo. Mình nhìn vô một tấm gương thì mình cho cái tấm gương nó có thể là chưa có sự thật với cái mặt mình, nhưng năm tấm gương nó méo giống nhau thì bắt đầu mình tin đó là nhân cách của mình đấy, sự thật của mình đấy. Một người nói mình chưa tin, chứ mẹ năm người nói cùng một thứ mình bắt đầu tin, đó là nhân cách của mình. Đấy. Khi mình làm đến cái nhân cách của mình, cái mình người ta nói tôi là tự là dở là tệ, cái mình cảm thấy năm người nói dở tệ, cái bắt đầu mình hành xử theo con người thiếu tự tin. Còn người ta nói mình xinh đẹp giàu có, cái bắt đầu mình thấy đúng, cái bắt đầu mình hành xử như một con người giàu có xinh đẹp để minh chứng. Yes. Tức là bắt đầu từ khi mình có hình ảnh về mình và mình khẳng định hình ảnh đó bằng cách nghe người ta nói với mình, lúc đó bắt đầu mình có cái personality, mình có cái nhân cách, tức là mình có cái mặt nạ. Tại sao nhân cách là mặt nạ? Cái từ personality nó đến từ cái từ personal ở trong cái từ Greek Latin đó. Nó có nghĩa là mặt nạ, mask. Từ khi bé thơ mình chưa có mặt nạ, mình chưa có biết mình bản thân nam nữ có nghĩa là gì, mình vẫn còn tắm trần ở dưới một trận mưa rào. Yes. Mình chưa thấy ngại ngùng, mình chưa có hình ảnh về mình á. Nhưng khi mình có cái mặt nạ về mình xây dựng á, mình và mình đeo lên mặt của mình, nó là cả một tiến trình có bao nhiêu tháng năm, đúng không? Nó đâu có đơn thuần. Mình phải dành 20 năm để học đấy. Mình phải dành nhiều năm nữa để yêu thương, và nhiều năm nữa để kiếm việc làm, nhiều năm nữa để có một mái tóc này, để có một cái đôi môi này, cái gương mặt này, cái thân xác này, và những gì và cái thân này có, với những gì có thân này trải nghiệm, với những gì bên trong nội dung của thân này là cái tâm, là cái hiểu biết kiến thức đó, ta phải trải qua ít nhất vài chục năm để có nó, phải không? Cho nên khi có nó, ta không hề bỏ nó đi được. Ta có bao nhiêu là cả một quãng thời gian rất là lâu dài ta mới xây dựng lên. Cho nên khi ta gán cái mặt nạ lên trên mặt mình là cả một quãng đường 20-30 năm. Cho nên ta không có khả năng lấy cái mặt nạ đó xuống. Cái mặt nạ là ai làm lên? Ai? Chính ta làm. Nhưng mà khi ta dán lên mặt mình, ta không có khả năng bỏ nó xuống. That's. Cái phút giây mà ta đồng hóa mình với cái mà mình tạo ra đó, phút giây đó rắc rối bắt đầu, phút giây đó đau khổ bắt đầu, phút giây đó bận biểu, sợ hãi, lo lắng, tham lam bắt đầu. Cái phút giây mà mình có cái mặt nạ và mình đồng hóa con người chân thật của mình vào mặt nạ đó, là mình không còn quan hệ với thế gian này nữa, mà mình lấy cái tham ở trong người mình và cái sân và cái sợ trong người mình quan hệ với thế gian. Làm sao sợ? Mình có một mặt nạ, mình có một cái nhân cách, thì ai đó đem tới cái lợi ích thì mình coi những cái thứ đó, con người đó, hoàn cảnh đó, công việc đó là phương tiện để làm lớn lên, đáp ứng thỏa mãn cho lòng tham của mình, và mình tiến đến họ với một động lực. Mình mong muốn một cái gì đó từ bên ngoài kia cho cái nhân cách này được lớn lên, được rõ ràng ra. Yes. Được định nghĩa một cách cụ thể, được trở nên sự thật, mỗi ngày được công nhận nhiều hơn. Nó giống như là một con chó vậy đó, nó đi hết cái vùng này đến vùng khác để nó làm sao, nó tiểu lên từng vùng nhỏ để chi vậy, nó làm gì vậy, nó đánh dấu lãnh thổ của nó. Mà chúng ta cũng vậy, bao nhiêu like mỗi ngày. Chúng ta muốn đánh dấu lãnh thổ bằng cách số lượng tăng dần đều lên. Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm cái việc của con chó nó làm. Nó muốn trương sình cái bản ngã nó ra, nó muốn trương sình cái nhân cách của nó ra, nó muốn mọi người đều nhận nó ra. Đó là nó muốn tất cả thế giới bên ngoài kia làm gì? Phương tiện cho nó. Tức là nó không có mối quan hệ đích thực, nó đang lấy lòng tham của nó và nó biến tất cả những gì kia phục vụ cho lòng tham đó. Nhưng nó đồng hóa nó vào cái nhân cách đó. Hoặc ngược lại là nó luôn ở cái trạng thái giống như là một pháo đài, coi thử ai có bắn nó không, có đang hạ cái nhân cách của nó xuống không, có nói một câu mà khiến cho nó cảm thấy xấu hổ và mất mặt không. Mà nếu có là nó sẽ bắn ra. Nó ở trong một trạng thái lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Nó giống như một cái pháo đài, tức là
ngược lại thì đứng nâng lên thì ở đây, nâng lên thì tham, mà ngược lại hạ xuống thì sợ. Lúc nào nó cũng ở trong trạng thái coi thử có ai nói gì mình không, coi thử có ai đụng chạm đến nhân cách của mình không. Đã, với cái nhân cách đó thì mình đã chết từ lâu bằng cái lòng tham và nỗi sợ. Mình không còn quan hệ một cách đơn thuần tinh khôi như mắt bé thơ vẫy gọi, như là một chiếc lá lung linh, như là bầu trời trong xanh và mát rượi. Lòng mình không còn đủ không gian cho một sự sống ngọt ngào từ khi ấy nữa. Và dĩ nhiên mọi quyết định của mình không còn bao nhiêu năng lượng tỉnh thức, bởi vì cái sợ và cái tham nó đang đi qua con người, nó giả vờ làm hình tướng của một con người. Và mình tưởng đâu cái lòng tham và nỗi sợ đó là mình, và mình đưa ra một quyết định, nhưng trong quyết định đó nó có cái nội dung của tham và sợ, thì chắc chắn kết quả của quyết định đó sẽ đem đến tàn vỡ và đau khổ. Nếu mình yêu một người đi, mình quyết định nó là cái gì quyết định? Cái lòng tham. Yes. Và mình thay đổi một cái công việc, một chỗ ở, hay mình từ bỏ một con người, động lực gì? Lòng sợ. Yes. Tham sợ được thôi, nhưng mà cái năng lượng tỉnh thức phải ở phía sau cái tham sợ đó để quyết định. Khi mình vui một quyết định thì kết quả của sự quyết định đó, với cái tỉnh thức mà mình lựa chọn đó, mình không có hối hận kết quả sau này. Thì ở trong câu chuyện chúng ta thấy vị thiền sư là quốc sư vô trong căn phòng và bỏ đi tất cả mọi cái danh dự, cái tên gọi, cái trách nhiệm, cái bổn phận đặt trên vai, bỏ đi cái tự ngã, bỏ đi cái mặt nạ, bỏ đi cái personality, bỏ xuống. Và đó là cách chúng ta thiền tập. Khi chúng ta ngồi xuống là 24 tiếng đồng hồ, ta yêu ai, ta ghét ai, ta ăn cơm, ta ăn nước, ta đến, ta uống nước, ta đến chỗ này, ta gặp người kia, ta làm việc nọ, ta thành công và ta được khen, hay là ta thất bại, ta bị chế, vân vân. Đó là toàn bộ những mặt nạ của 24 tiếng đồng hồ. Và trước khi ngồi ngủ, chúng ta bỏ hết tất cả những mặt nạ đó xuống. Cái brum, bu. Và lúc đó lòng ta trong sáng vô cùng tận. Lúc đó ta đi sâu vào giấc ngủ, thì lúc đó ta mới được gọi là một con người ít nhất là bình thường. Còn bằng không, trước khi lên giường mà ngủ, ta tô son điểm phấn, ta ăn mặc giống như đi dạ hội, thì người đó được gọi là người khục. Trước khi đi ngủ mà ta làm một con người đi ra ngoài xã hội, thì ta có khùng ta mới làm đó. Nhưng mà coi chứ, ta khùng nhiều lắm, và xã hội thì đang khùng nhiều lắm. Theo kiểu là, xã hội đang cần ta diễn mà, ta đang ở với người chủ đó, người tớ kia, người thầy nọ, công việc ABC cần ta diễn những cái vai như vậy. Nhưng mà về nhà, ta không bỏ được những cái vai diễn đó xuống. Ta vẫn lấy cái vai diễn đó ra, ta ứng xử với người thương của mình. Ta vẫn lấy cái đau khổ ngoài công việc kia ta đem về đây, và ta nói ra những lời mà trong lòng ta không muốn nói. Chuyện đó nó trở nên bình thường ở xã hội ngày nay. Nhưng mà thực ra nó bình thường nhiều quá, nó bất thường nhiều quá với nhau cho nên trở thành bình thường. Chứ thực ra nó là ta phải bỏ cái vai diễn trước khi ta bước vô nhà, và ta bỏ cái vai diễn trước khi ta bước lên trên giường ta ngủ. Ta bỏ tất cả những cái suy nghĩ của người này với người kia, việc này với việc nọ. Tất cả một suy nghĩ là một cái mặt nạ. Yes. Một cái suy nghĩ là một cái vai diễn. Tại sao anh ta lại đối xử với mình vậy ha? Tại sao lại nói với mình câu đó? Tại sao anh ta lại không làm cái việc đó? Tại sao người ấy lại làm cái việc đó? Đáng lẽ là phải làm cái việc đó. Nó cứ ngồi nó biết đó là một mặt nạ vậy đó. Phải có một cái đối tượng ở trong đầu của mình, và phải có một cái mình để có một cái đối tượng nó nói chuyện ở trong đầu. Yes. Hai cái đối tượng nó nói chuyện với nhau, đó là những cái mặt nạ đang và mình có khả năng buông nó xuống. Mình diễn thì bởi vì xã hội nó cần, bây giờ xã hội nó không cần mình vẫn diễn. Như vậy là mình bị sao? Mình bị bất thường á. Cái câu chuyện nó sâu sắc ở cái chỗ là để đưa ra một quyết định sáng suốt thì lòng của mình phải là một bầu trời quang mây tịnh. Và nhất là khi ngồi thiền xuống, lòng của con yên tĩnh hết, thì trong chiều sâu tâm khảm đó con hãy đưa ra một quyết định. Chứ nếu không, khi con vui quá con hứa khả một điều gì, khi con buồn quá con vội vàng thề thốt, sau này không cần sau đâu, sáng mai con sẽ nhìn lại quyết định hôm nay, con thấy đó là một điều bệnh hoạn. Đúng, sao mình cùng khùng vậy ta? Hôm qua sao mình hứa lỡ vậy rồi? Giờ sao vậy? Từng có những điều đâu? Tại sao mà băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hãy để nước trôi luôn? Mắc mã gì đâu có quyền của anh mà anh chọn. Anh chỉ là một sự sống, một cái hạt bụi nhỏ của thế gian này thôi. Hai dòng nước nó không có để cho anh chọn. Cuộc đời này nó không có mục đích gì chứ. Anh chỉ đến cuộc đời này và anh thưởng thức từng sự sống một, làm lớn lên tâm linh và năng lượng tỉnh thức đó của anh.
anh có cái anh chỉ là một sự sống trong hàng vạn sự sống này. Cái mức độ thông minh của loài người, cái hiểu biết của loài người, cái mức độ sống của loài người chỉ là một mức độ sống của hàng vạn sự sống ở trên thế gian này. Và mình không có lên đây để mình chọn sự sống nào cả. Sự sống nó chọn mình. Và trong một khoảng đời ngắn ngủi nào đó, nó rồi mình cũng sẽ đi như bao sự sống mà vũ trụ này chọn. Cho nên khi mà mình chọn lựa là tâm mình mê mờ. Lúc đó mình không biết cái nào người này đúng, người kia đúng, việc này đúng, việc kia. Tâm mình rối bời. Cái đó gọi là trầm cảm. Cái nguyên nhân phía trong sâu xa, nó là chính cái hình ảnh cái tôi về mình. Nó không biết cái nào lợi hơn. Nó muốn tham thì nó được ABCD. Nó sợ bị tấn công cho nên ABCD. Trốn và nắm lấy. Chạy trốn và nắm lấy. Cứ chạy trốn và nắm lấy. Chọn một dòng hay để nước trôi luôn. Tức là cái nào được đây, cái nào không được cho ta đấy. Đấy. Bỏ cái hình ảnh của mình và để cho sự sống chọn lựa mình. Mình không có một sự sống, mình đích thực là sự sống. Không có một cái con người sở hữu sự sống. Ai đang có sự sống vậy? Ta sẽ mất những gì ta có đấy. Đấy, cái ý nghĩa câu chuyện chúng ta có thể ứng dụng được là mỗi ngày chúng ta đều thiền tập. Chúng ta bỏ cái mặt nạ. Khi mà xã hội cần dựng lên thì ta dựng. Nhưng chính ta dựng thì cũng chính ta có khả năng buông cái mặt nạ ra xuống. Và đời sống của mình cứ vui, cứ cười, cứ ăn, cứ uống, cứ thương, cứ yêu. Nhưng mà Đức Phật dạy nè, khi thương yêu thì biết thương yêu. Khi hết thương yêu thì biết hết thương yêu. Thương yêu là một sự kiện. Hết thương yêu là một sự kiện. Khi mà ta không thích sự kiện đó, ta chống đối hoặc là ta níu kéo sự kiện đó, là cái tôi của mình ở trong sự kiện, là lúc đó sự kiện biến thành là vấn đề. Như vậy cái gì làm cho cả thế gian này thành vấn đề? Cái tôi của mình ở trong sự kiện. Kháng cự hoặc là níu kéo sự kiện. À, rõ chỗ này không? Như vậy mọi chọn lựa nó phải thoát ra cái tôi thì nó mới có thấy được khách quan, chứ nó không phải thấy bằng cái chủ quan. Thì khi mà ta thấy mọi thứ một cách khách quan là tự động, ta không có nỗi sợ, ta không có lòng tham, thì ta thấy nó như là. Lúc ta thấy nó như là thì nó như vậy, nó như vậy, như vậy, ta phải làm như vậy, nó là như vậy, vậy thôi. À, thấy rõ không? Ok, rồi. Hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy kính cảm ơn mấy con, kính cảm ơn đại chúng.